Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt Novel Mushoku Tensei trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, hiện giờ nhóm Rudy đang ở trong lâu đài Kishirisu cũ, có thể mô tả nó bằng 4 từ, lâu đài Ma Vương, được xây dựng từ loại gạch đặc biệt, tòa lâu đài nổi bật với tông màu vàng đen, nhìn sơ cũng thấy nhược điểm của nó là một cái lỗ khổng lồ ở ngay tháp lâu đài. Mặc dù không đến mức như thành không trung, nhưng lâu đài này vẫn nguy nga tráng lệ ở mức độ là nơi thích hợp cho hoàng gia sinh sống. Bình thường nó mở cửa công khai và thu hút khách du lịch. Lâu đài được chia làm hai khu cho du khách và cho dân thường. Nhóm Rudy được đưa tới phòng yết kiến. Theo đúng nghĩa của nó, nơi này chỉ để yết kiến, hẹp và nóng nực. Ở đây có một hàng binh sĩ giáp đen xếp ngay ngắn, trông vô cùng ngột ngạt. Phía cuối căn phòng có một chiếc ngai vàng bỏ trống. Rudy và Chanoba đứng chờ suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng không thấy ai đến. Mặt trời đã lặn từ lâu, mặc dù không bị tra tấn nhưng ai cũng tự hỏi, ở đây không có ghế hay sao vậy? Elinolais và Clip thì đã được vài binh lính dẫn đi lấy cỏ mà vẫn chưa thấy về. Hay là họ sai con mợ nó cỏ luôn rồi nhỉ? Giờ chắc đang chiêu thêm từng điệu trống quá. Lúc này đám lính giáp đen cũng thì thầm điều gì đó. Này, Atofesama đâu rồi? Lâu quá nhỉ? Đừng nói với ta là người đã rời khỏi thị trấn. Người rất mơ hồ về mặt thời gian, ngay cả ở trong lâu đài, người vẫn có thể trễ tới một ngày. Vậy Luna hả? Rudy cứng miệng không biết nên nói gì cho ngầu giờ. Mấy người bất tử có 1-2 tiếng đồng hồ chỉ là chớp mắt thôi mà. Cơ mà đám lính có vẻ nói chuyện khá thoải mái. Nhờ vậy Rudy thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đang nghĩ lung tung, đột nhiên cậu quay lưng lại thì thấy lão binh sĩ nhìn chằm chằm vào mình. Atovesama sẽ tới ngay thôi, xin hãy chờ thêm một lúc nữa. Ngoài ra thì xin đừng nhận phần thưởng. Chúng tôi không thể giúp các vị thêm khi người đưa ra lời mời nhận thưởng. Nghe vậy Rudy gật đầu nghiêm túc. Phần thưởng của một ma vương đáng sợ đến mức thuộc hạ phải căn dặn người khác đừng nhận luôn hay sao? Ok thôi, từ đầu thì Rudy cũng chẳng muốn nhận nó. Thứ có được nhờ bán đứng Kishirika chắc hẳn rất khủng khiếp. Về phần bà Loli thì giờ đang bị trói và nằm quằn quại trên mặt sàn như con sâu bướm rồi. Có lẽ lát nữa cô ta sẽ nhận hình phạt nào đó. Đánh đít, cọ rửa bồn câu. Rudy mong là không phải điều gì đó quá ác độc. Dù sao cậu tự nhủ phải cẩn thận với lời nói của mình trước mặt một ma vương. Mấy thành phần này mà nổi giận thì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Tránh đường hết nào. Có tiếng quát từ đằng sau. Nó phát ra từ một cô gái trông sống quỷ tộc nhất mà Rudy từng thấy. Da màu xanh dương, tóc trắng, mắt đỏ thẫm, cánh rơi, trên trán nhô ra một cặp sừng khá to. Cả thân cô ta mặc giáp đen giống như các binh sĩ. Điểm khác biệt là cái mông của bộ giáp này tròn hơn nhiều. Nhìn sơ cũng thấy nó đã tổn hại nhiều chỗ. Tất cả họa tiết trang trí đã bong ra. Đây chính là minh chứng của vô số trận chiến. Ở thắt lưng thì treo một thanh đại kiếm lớn tới mức khó mà hình dung được cô ta có thể cầm được nó. Bao kiếm cũng trang trọng hơn so với đám binh sĩ. Cô ta không quá cao, thấp hơn Rudy và bằng cỡ một phụ nữ trưởng thành. Ngoại hình đã khiến người ta chú ý rồi, nhưng thứ càng phải đặc biệt chú ý đó là cả người cô ta đang tỏa ra sát khí và nộ khí. Một sự hung bạo khá giống với Eris. Rudy nhanh chóng hiểu ra đây chính là một nữ chỉ huy. Có nghe thấy ta bảo không? Tránh ra! À vâng ạ! Nghe lệnh cô ta, Rudy tránh đường. Nữ chỉ huy hất tóc của mình và ngang nhiên đi tới ngai vàng. Sau đó cô ta rút thanh đại kiếm ra cắm mũi kiếm xuống sàn, hít lấy một hơi sâu và lên tiếng đầy kiêu ngạo. Ta là bất tử vương Atofe Ratofe Raibaku. Ngay lập tức Rudy hoang mang. Độ xanh, Atofe đây à. Cùng lúc đó thì đám lính cũng giơ cao cây kiếm để chào chủ nhân. Ngoại trừ cái lão binh sĩ kia thì vẫn đứng im bên cạnh Atofe. Atofe-sama, sao người lại đi từ lối đó vậy? Bao nhiêu lần tôi dặn người rồi. Khi đến ngay vàng thì hãy tới từ phía sau nó. Ta đã quyết định rồi, đi từ đằng trước thì thích hơn nhiều. Không phải cái gì cứ thích là làm. Người có biết là sau những cuộc chiến gay gò khốc liệt để thách đấu được ma vương, khoảnh khắc anh hùng mặt đối mặt với ma vương đang ngồi trên ngai vàng là hùng vĩ nhất không? Thế thì sao chứ? Thử nghĩ xem phụ thân của người, một trong ngũ đại ma vương sẽ thất vọng thế nào khi thấy người như thế. Không chỉ ngày ấy, nghĩ đến chồng của người, Raibaku-sama đi. Im đi coi! Lời chưa dứt, Atofe đã vung thanh đại kiếm của mình lên với tốc độ ánh sáng. Lão binh sĩ già cố gắng né nhưng đã muộn, mũ giáp của ông ta rơi xuống đất, đâu đó vẫn còn tiếng nói như thể một suy ngôn. Đừng nổi nóng trước mặt các vị khách, phụ thân của người sẽ không thể yên lòng dưới nấm mồ mất. Đúng là một trùng thần mẫu mực. Cái mũ giáp lăn vài vòng thì đến chân của Rudy và dừng lại. Cậu đứng hình khi thấy nó bị đứt ra làm đôi. Nhát chém của Atofe khủng vãi. Vô thức nhìn kỹ, Rudy thấy bên trong có dính máu. Lẽ nào ông ta chết rồi? Atofe giết thuộc hạ thân cận của mình chóng vánh như vậy sao? Đôi chân của Rudy bắt đầu run theo từng nhịp điệu. Thôi được rồi, lần sau ta sẽ chú ý hơn. Trong khi Rudy còn đang u ớ như đứa câm thì lão binh sĩ đã đứng dậy như chưa hề có cuộc chia ly với cái đầu. Vậy ra đây cũng là một người thuộc tộc bất tử. Đúng hơn thì tất cả lính giáp đen trong lâu đài này đều bất tử. Tốt rồi, chúng ta bắt đầu lại nào. Ha ha. Dứt tiếng cười, Atofe trao kiếm vào vỏ rồi tạo tư thế hiên ngang như lúc nãy. Lão binh sĩ cũng đội cái mũ giáp mới lên. Đám lính thì đứng nghiêm trang giơ kiếm lên chào. Ta là ma vương bất tử, Atofe Ratofe Raibaku. Chanoba cúi đầu quỳ một chân xuống sàn. Rudy cũng bắt chước làm theo.
Đầu tiên ta xin bày tỏ sự biết ơn, rất cảm ơn các ngươi. Nhờ vậy mà cuối cùng chúng ta cũng bắt được ả ngu ngốc Kisirika. Atofe nói vậy khi nhìn về phía Kisirika đang lăn lộn như cây xúc xích. Cô ta dường như đã chấp nhận phó mặc số phận của mình cho người khác rồi. Rory cảm thấy thương cho Kisirika, đáp lại sự giúp đỡ bằng việc bắt cô ta đến đây quả là vô ơn. Tuy nhiên đành phải vậy thôi, không thể chết chùm với nhau được. Giờ thì vẫn với tư thế kiêu ngạo khi nãy, Atofe nhìn đi đâu đó rồi 5 phút sau, cô ta vẫn đứng bất động như thể người máy hết pin. More, giờ thì sao? Phần thưởng ạ. Hay rồi, cô ta đã quên lời của mình. À, hóa ra lão binh sĩ kia tên là More, có vẻ ông ta là quản gia của Atofe. À phải, chúng đáng được thưởng. Nghe vậy Rudy lập tức từ chối. Không, không cần phải thưởng gì đâu ạ. Ý ngươi là phần thưởng từ ta không xứng. Atofe dậm chân xuống đất rồi trừng mắt nhìn Rudy với sát khí ngùn ngụt. Thêm lần nữa đôi chân cậu run lên theo từng nhịp điệu. Sát khí quá khủng khiếp, nó giống hệt như của Austin. Không, không ạ, rất vinh dự là đằng khác. Bị dọa đến mức muốn vãi mọi thứ, Rudy đành cung kính xoa dịu Atofe. Cậu hiểu với loại điên khùng này thì cần phải có một cái cớ hợp lý để từ chối. Phần thưởng cho chúng tôi là gì ạ? Atofe nhíu mắt nói với vẻ hài lòng, sức mạnh. Đôi mắt của Rudy sáng lên, sức mạnh thì ai mà không muốn. Nhưng tại sao Mo lại căn dặn phải từ chối nó? Ta thưởng cho các ngươi được vinh dự gia nhập vào đội cận vệ của ta. Cái méo gì cơ, tức là không có vụ đặt một tay lên trán và khai mở tiềm năng ẩn sao? Hoặc là ban một con ma nhãn như Kisirika cũng được. Ngươi hơi yếu, nhưng sau 10 năm tập luyện, ngươi nhất định sẽ đến đẳng cấp đó. Ta sẽ dạy ngươi cả ngày và đêm suốt 10 năm, quá vinh dự đúng không? Cái méo gì cơ, tập luyện ngày đêm suốt 10 năm sao? Con mụ này điên thật rồi. Tập thế thì vợ trẻ con thơ ở nhà để cho ai dùng? Nghĩ vậy rồi đến nhìn Mo, ông ta lắc đầu chịu thua. Tuyệt đối không được, phải từ chối cô ta ngay lập tức. Rất xin lỗi, nhưng vinh dự này quá tầm với tôi, không cần phải lịch sự. Nhanh, lấy bộ giáp đen dự bị và khế ước cho hắn. Thưởng đây sao? Rõ ràng là ép người khác làm ô xin cho mình mà. Mấy binh sĩ cũng đang dục dịch làm theo lệnh của Atofe rồi. Bộ giáp tốt nhất của lục địa quỷ, khu huấn luyện tốt nhất của lục địa quỷ và đội cận vệ tốt nhất của lục địa quỷ, còn gì vinh dự hơn thế chứ? Mặc dù ký khí ước rồi thì ngươi không bao giờ có thể chống lại ta, nhưng đằng nào thì ngươi cũng có đấu lại ta đâu mà. Quá vui đúng không? Cái bà khùng điên này, vui cái nỗi gì? Lúc này Rudy mới biết trong tất cả ma vương cậu từng gặp thì con mụ này là tà ác nhất. Chẳng lẽ tất cả cận vệ đây đều bị bắt ký khế ước sao? Không, tôi đành phải từ chối. Tôi còn có gia đình ở nhà, vậy nên tôi không thể ở đây suốt 10 năm được. Kệ gia đình đi, ta còn chưa thấy mặt con trai của ta hơn 10 năm rồi. Không tin gì tốt hơn là không biết tin. Đối với con người, 10 năm là thời gian cực dài. Tôi đã nói với gia đình rằng tôi sẽ trở về sớm. Thế nên, đến đây chán của Atofe giật giật, cô ta rất là không vui. Và tôi còn có bạn đang bị bệnh ở nhà, tôi cần phải nhanh cho cô ấy thuốc chữa. Lại còn nhiều việc khác cần phải làm nữa. Tôi không thể nghĩ về sức mạnh của bản thân bây giờ được. Cầm đê, Atofe nổi giận hét lên một cách đáng sợ. Kệ mợ bà đi, kèo này Rudy quyết không nhận. Dần dần Atofe trở nên như tẩu hỏa nhập ma với hai má đỏ bừng bừng. Tại sao hả, tại sao ngươi lại từ chối? Ủa, chẳng phải vừa mới nói lý do ra còn gì? Cái mụ này khùng ghê. Như cảm nhận được điều không ổn, Chanaba bước lên phía trước với vẻ mặt điềm tĩnh. Rudy và Atofe nói chuyện bằng tiếng ma thần nên cậu ta hoàn toàn không hiểu được gì. Dù vậy, thái độ của Atofe đang thể hiện rõ sự thù địch, chắc chắn là phải chiến rồi. Thấy chưa hả? Kisirika bỗng quát lên. Cô ta là đồ ngu đó, đừng có xính vào. Ngươi không thể nói lý với cô ta được đâu. Cầm miệng, ta không phải là đồ ngu. Atofe hét ầm lên và rút cây đại kiếm của mình ra. Được rồi, ngươi coi ta là đồ ngu đúng không? Ngươi nói ngươi muốn thưởng, sau đó ngươi lại nói không. Ngươi bận cợt như thể ta là kẻ ngu dốt đúng không? Vừa nói cô ta vừa vung kiếm loạn xạ và hung hổ chạy đến chỗ Rudy và Chanoba. Các binh sĩ giáp đen cố ngăn cô ta lại nhưng đều bị đánh bay như tàu hỏa tông vào tường. Bỏ tao ra, bỏ ra. Để tôi lo cho. Nói rồi Chanoba nắm chặt hai tay của Atofe. Cô ta nghĩ có thể đẩy lùi Chanoba như những người kia nên tiếp tục chạy nhưng đã bị khựng lại. Ồ, không ngờ ngươi mạnh thật đấy. Atofe mỉm cười mở mắt nhìn Chanoba với vẻ ngưỡng mộ. Cô ta tiếp tục dùng kiếm quẹt vào chân Chanoba, không hiệu quả. Sau đó cô ta khen ngợi. Ồ, ngươi cứng đấy, đã được đấu khí cứng chắc thế này, rất thú vị. Trong khi lớn tiếng nói thế, Atofe không do dự chém đứt cái tay đang bị Chanoba giữ. Má, Rudy đứng hình. Mụ này tự chặt tay của mình như thể rơi rợ vướng víu vậy trời. Ngay khi đứt lìa, cánh tay phân giải thành một đống thịt rơi bo trở về người của Atofe như chưa hề có vụ chặt chém gì. Xem ra giống với Bodyguard, tấn công vật lý vô hiệu với con mụ này. Ta là ma vương bất tử Atofe Ratofe Raibaku, vợ của Bắc Thần Kaman Raibaku sơ khai. Ta sẽ cho ngươi được nếm tuyệt kỹ chân chính của phái Bắc Thần. Nói rồi, Atofe giơ thanh đại kiếm với tư thế sẵn sàng. Chanoba cũng dồn sức vào nắm đấm của mình. Ngay lập tức Rudy cảm thấy lạnh sống lưng, có cảm giác nếu tiếp tục giao chiến, Chanoba có thể sẽ chết. Đồng ý là những đòn tấn công bình thường không thể lay chuyển một Miko, nhưng Miko không phải là vô địch. Ngay cả tên Long Thần Austin đó cũng có thể bị thương thì thế giới này không có gì là tuyệt đối cả.
chưa kể Chernobyl còn yếu trước lửa nữa. Nghĩ vậy, Rudy lập tức tụ mana vào cánh tay giả, điện kích. Nó được tung ra cùng thời điểm con thú Adolphe đang lao vào bằng bí kỹ phải bắc thân. Đùng, tiếng va chạm vang lên, dòng điện tím trúng thẳng vào người Adolphe khiến cô ta ngã nhào ra đất. Thanh đại kiếm cũng rơi khỏi tay. Nhân cơ hội, Chernobyl lao tới và tung ra một cú đấm khủng khiếp khiến đầu Adolphe biến dạng. Cả người bay xuyên qua tường và rớt khỏi lâu đài như một con chim gãy cánh. Các binh sĩ giáp đen tụ tập tới cái lỗ trên tường và nhìn xuống với vẻ mặt ngạc nhiên. Wow, họ làm được! Họ vừa mới! Chuyện gì mới xảy ra vây? Ngay lập tức, 20 binh sĩ giáp đen bao vây Rudy và Chernobyl. Họ không ngừng bàn cãi điều gì đó. Tất cả chỉ có thế, kiểu như hả hê khi thấy chủ nhân bị oánh bầm dập vây. Mo thì nói bằng thái độ nghiêm túc. Người rất thích những kẻ mạnh. Sau khi bị chặn lại bởi sức mạnh bí ẩn, rồi lại bị đấm bay ra khỏi lâu đài, người nhất định sẽ muốn giữ các cậu. Đội cận vệ sẽ không hành động khi chưa được ra lệnh. Một khi đã bị ra lệnh rồi thì chúng tôi sẽ không thể kháng lại. Sau khi Mo nói vậy, các binh sĩ nghiêm túc nhìn Rudy. Số phận của kẻ bị khí ước chỉ như những con rối. Cơ mà nhờ vậy mà lần này nhóm Rudy gặp may. Theo lời Mo, Rudy biết thêm là Adolphe như một con đỉa đói sẽ không ngừng bám theo mục tiêu của mình. Cô ta sẽ ép họ phải chiến đấu và khế ước trong khi bất tỉnh. Khế ước đó có hiệu lực cho đến khi chết. Mỗi 10 năm làm việc, các cậu sẽ có 2 năm nghỉ. Nó tương tự như đi làm 5 ngày thì sẽ được 1 ngày nghỉ. Chính sách lý tưởng nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận. Đa phần mọi người đây đều tự nguyện gia nhập đội cận vệ, nhưng cũng có nhiều người thì không, đặc biệt là loài người. Chuyện này rất khó chấp nhận nên chúng tôi có thể hiểu nỗi lòng của các vị. Xem ra kèo này rất nguy cấp rồi, bị một ma vương bất tử truy đuổi gắt gao. Nếu chiến đấu thì cơ hội chiến thắng là con số 0. Mo có nói Adolphe chỉ từng chịu thua Bắc thần Raibaku và ma thần Laples 5.000 năm trước thôi. Rõ ràng người phụ nữ đó thực sự bá đạo. Rudy nghĩ rằng Adolphe có lẽ mạnh hơn Badigadi về mặt chiến đấu. Ít nhất thì cậu chưa từng thấy Badigadi sử dụng phái Bắc thần lần nào cả. Vậy nếu hòa thì sao? Đấu lại nếu là địch, được công nhận ngang hàng nếu là bạn. Tức là chỉ có 3 khái niệm, ngang hàng, đánh hoặc thuần phục. Không có khái niệm hòa ở đây. Vậy chúng tôi phải làm gì đây? Chạy đi, Mò nói thẳng ra như vậy. Chắc giờ bạn của các vị đã lấy đủ cỏ Sukasu rồi. Dưới lâu đài có một đường hầm ra khỏi thị trấn, hãy theo lối đó mà chạy thoát. Các binh sĩ giáp đen cũng đồng thanh, đừng để như chúng tôi. Nếu các cậu có đến vương quốc Thánh Milis, xin hãy tới làng Waco. Đồ đần, thôi nào, cậu có thể trở về sau 7 năm nữa mà. Đó là những lời căn dặn đầy đau thương phát ra từ vị trí các binh sĩ. Rudy sẽ giả vờ như không nghe thấy gì. Dù sao họ cũng được về thăm nhà sau 10 năm mà. Trong khi chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy, Rudy liếc nhìn Kisirika. Cô ta đang trưng ra ánh mắt cầu xin. Ok thôi, giờ cô và tôi sẽ là hai kẻ đào tẩu. Chúng tôi đem Kisirika-sama theo được không? Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là bắt cô ấy thôi. Đội cận vệ quyết định nhắm mắt làm ngơ một lần nữa. Xem ra Adolphe chưa bao giờ ra lệnh cho họ phải ngăn Kisirika trốn thoát. Yeah, cảm ơn ngươi nha, ta đây nhất định sẽ trả ơn ngươi. Sau đó thì ba người kéo nhau chạy ra khỏi phòng ý kiến. Rudy lập tức liên lạc với Elinolize và Clip. Hai người họ đang vác theo một cái túi đầy cỏ Sokasu, còn cầm cả một đống cỏ sống nữa. Sau khi nghe Rudy giải thích tình hình, Elinolize trưng ra vẻ mặt kiểu biết ngay mà. Tôi đã từng nghe chuyện này trước kia. Kisirika chào man nhãn, Badigiri chào tri thức và Adolphe Ratofe chào sức mạnh. Đậu xanh, biết từ đầu sao không nói sớm đi má. Thôi kệ mợ đó đi, giờ xuống tầng hầm để chạy nào. Rudy nghĩ rằng có lẽ Adolphe đã hồi phục và đang đuổi theo rồi. Bất ngờ Kisirika hét lên. Không, không được đi lối đường hầm. Bằng cách nào đó cô ta đã lùn đi. Lần trước gặp thì cao bằng Rudy, nhưng giờ cậu phải nhìn xuống khi nói chuyện. Ta đây không nói từ sớm, bởi ngươi phản nên ta hận không nói. Badi đã phá hủy cái đường hầm đó trong chiến dịch Laples rồi, nó vẫn chưa được sửa đâu. Thật ư? Thật đấy, hắn là kẻ số trá, mò lừa ngươi để giúp Adolphe. Hắn là tay sai của Ama. Dù miệng nói là vậy, nhưng có thể hắn đang âm mưu chuyện gì đó một khi các ngươi bắt đầu đấu với Adolphe. Rudy không tin lời của Kisirika lắm, nhưng quả thực nó hợp lý. Lẽ nào Mo muốn lừa mọi người để bắt lại ở ngay đường hầm? Lão già đó nham hiểm ghê. Nhưng tại sao ông ta tốt bụng tới mức không tấn công khi ở trong phòng ý kiến? Chưa kể ông ta còn sẵn lòng chuẩn bị bản ghi chép cách trồng cỏ nữa. Người có biết cái tính của Adolphe không? À, ta nhất định muốn tự mình bắt sống chúng ta đó. Xem ra là thế, Mo đang chiều lòng Adolphe. Tất cả chỉ là trò chơi của ông ta mà thôi. Đó cũng là phần việc của một thân cận bên ma vương mà. Tuy nhiên, vẫn còn một trường hợp khác, đó là có thể họ đã sửa lại đường hầm rồi. Đến cùng thì Rudy vẫn tin Mo hơn Kisirika. Giờ có hai lựa chọn, một là đường hầm, hai là đi trên mặt đất. Đường nào cũng phải chiến đấu cả. Vậy Elinolize-san, cô sẽ chọn đường nào? Tôi nhất định không chọn đường có khả năng bị chặn. Chernobyl, khu vực chật hẹp diện chiến đấu hơn. Cliff, tôi chọn lối trên mặt đất, tôi ghét nơi tối tăm. Ok, đa số thắng thiểu số. Rudy quyết định sẽ đi trên mặt đất. Mục tiêu là cổng dịch chuyển. Kisirika được ngồi lên lưng Chernobyl như một con thú tí hon. Khi đang chạy khỏi lâu đài, cả nhóm nghe thấy tiếng hét đáng sợ từ đâu đó. Mo, đuổi theo chúng. Có vẻ Adolphe đã mất bình tĩnh khi không tự mình đuổi theo mục tiêu nữa.
chạy bắn sống bắn chết trong màn đêm, cả nhóm bất ngờ khi không thấy bóng dáng một binh sĩ nào cả. Có vẻ đúng như Kisirika dự đoán, họ đang tìm trong đường hầm rồi. Màn đêm ở nơi này không tối tăm, là nhờ ánh sáng nhẹ nhẹ phát ra từ miệng núi lửa. Cả nhóm quyết định không trở về phòng trọ, dù sao họ đã trả tiền trước và cũng không có nhiều đồ đạc. Mục tiêu duy nhất là dựa vào giác quan nhạy bén của Alien Lights để lần theo con đường đến cổng dịch chuyển. Dù sao thì nó cũng được đánh dấu từ trước nên khá thuận lợi. Haha, đến đúng lúc lắm. Cô ta đang đứng đó, ngay tại con dốc cách không xa cổng dịch chuyển. Bên cạnh có khoảng 10 binh sĩ giáp đen. Rudy có thể thấy một cái lỗ khác xuất hiện gần lối vào cổng dịch chuyển. Đậu xanh, đừng nói bà điên này đào hầm đến đây nhá. Mo giỏi lắm, quả đúng như ngươi nói, ta sẽ thưởng cho ngươi sau. Rudy bắt đầu nhận ra điều không ổn. Đúng vậy, Atafe đứng đây đợi họ chứ không hề đi kiếm. Tại sao cô đuổi kịp nhanh vậy? Hả? Khi bay thì dễ ở thôi, ta thấy được các ngươi đang chạy. Atafe gập đôi cánh của mình thì nói như vậy. Lúc này Rudy nhìn thấy đám lính giáp đen đã bao vây tứ phía nhóm cậu rồi, dẫn dắt họ là lão binh sĩ Mo. Mo giỏi lắm, y như những gì mà ngươi nói. Nếu ngươi nghĩ vậy thì xin hãy nghe lời của tôi. Không. Sau cuộc nói chuyện điên khùng đó, Atafe vỗ tay ra hiệu cho tất cả binh sĩ cùng rút kiếm. Giờ thì, sau đó thì cô ta cũng rút kiếm và bước lên một bước. Từ trên cao, cô ta chỉ thẳng kiếm vào mặt Rudy và nói: "Wa ha ha ha, ta là ma vương bất tử Atafe Ratofe Raibaku. Thắng ta, người đời sẽ gọi ngươi là anh hùng. Thua ta, ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của ta, theo lệnh của ta đến khi nào chết." Nụ cười hung hãn, sát khí bừng bừng. Nhìn thấy nó, Rudy ngầm xin lỗi siêu phi. Có lẽ cậu sẽ không về nhà được nữa rồi. Và video hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.